một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của ngày hôm nay nhé. Rồi, chào hai em. Rồi, ngồi đi cưng. Và bây giờ mời hai bạn nữ. Đây, hai cô em gái xinh xắn của tôi. Nhẹ nhàng. Rồi, bên đó trước luôn đi, cho đổi phong thủy. Bây giờ liền luôn nè. Bây giờ đổi phong thủy luôn nè. Bây giờ một cô bé, cười quá trời cười luôn. Em hãy tự giới thiệu mình đi. Cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn cùng chơi và tất cả các bạn có trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cẩm Tiên, tuổi thiệt là sinh năm 94. Em ở Tiền Giang nhưng hiện sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là nhân viên văn phòng, là dự toán công trình xây dựng nhà gỗ cho nước Úc. Wow. Mọi người nhận xét em là một cây nấm lùn, vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng. Mời chàng trai chiếc ghế màu xanh, mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Trung Thành. Hiện tại em đang làm giáo viên tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông Thái Bình ở quận Tân Bình ạ. À, em dạy môn gì? Dạ, em dạy sự ạ. Ở ngoài quê thì còn có bố mẹ và các em gái của em ạ. Nói chung cũng ở đây gần 5 năm rồi ạ. Ổn định công việc chưa? Dạ, ổn định rồi ạ. Mình ở với ai trong này, ở chỗ nào? Dạ, em đang ở với chú với thím em ở trong này, ở đường Cách Mạng tháng 8. Rồi, mời bạn trai ở ghế màu đỏ. Dạ, ghế màu đỏ nè. Trước tiên cho em xin lời gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Và em tên là Trương Nhân Quý. Em thì em sinh năm 94. Em nghề nghiệp thì em sửa chữa ô tô, quê gốc ở An Giang miền Tây ạ. À, vậy và em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình Dương đoạn nào? Em ở Thủ Dầu Một quá chị. Ồ, vậy không thì đi lên đây cũng khoảng 1 tiếng hả em? Hơn 1 tiếng. Hơn 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ là còn vẫn ở quê. Không, ba mẹ em lên đây với em. Ở Bình Dương luôn. Dạ. Ồ, vậy là bây giờ là mình xác định là lập nghiệp ở Bình Dương luôn. À. Tại vì nhà em được hai anh em trai á. Mà ngày trước chẳng qua hơi buồn một xíu là anh hai em bị tai nạn á chị, là nhà còn có mình em mà em đây em làm việc ở đây nên em ước ba mẹ lên đây chung với em. Có gì ăn nấy chung với nhau. Rồi chị hiểu rồi, xin chia buồn với câu chuyện của em nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Em thì được cái công việc của em bây giờ nó cũng gọi là ổn định đó chị. Thứ bảy em chỉ làm có buổi sáng. Cái đó em đi làm cho người ta hay là mình làm nhà em mình? Em làm cho người ta. Em làm cho thật công ty, đoạn lớn, 4 hãng này chị. À, sửa xe là sửa xe trong công ty á hả? Chị tưởng đâu là cái gara sửa tư nhân. Công ty lớn lắm chị. À, đủ sống không em? Chung em cảm thấy bao nhiêu là đủ chị, em thấy là ổn á. Nhưng mình lo được cho gia đình mình đủ là được rồi. Còn dư được chút ít em lo cho bạn gái. Lưu dư được chút ít lo cho bạn gái, dễ thương. Dạ, quá. Hay quá. Hay được. Cô gái ngồi ghế màu đỏ đây nãy giờ cười, tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em tên là Đoan Minh, em sinh năm 95. Em làm sale marketing cho ngành F&B đã được 5-6 năm rồi. Tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Miền Tây. Mỹ Tho, Tiền Giang anh. Mỹ Tho, Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Wow. Wow. Vậy là mê trai đẹp hả cưng? Được được được. Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái mình eo. Thôi, yêu xa không chịu. Gì vậy? Gì vậy? Là nghe xa quá đó, eo. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ có một câu khẳng định lại, tùy theo mức độ đẹp trai. Đúng. Cô là tôi cũng thích luôn á, là giống tôi đó, giống tôi đó. Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh em thì vui vẻ hòa đồng. Em được cái em không hút thuốc vậy. Không hút thuốc. Có nhậu được không? Nhậu thì lê gai. Lê gai. Nhậu nhậu chơi chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ. Hay quá. Coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì? Nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... Trai ngoan em ơi, không có về nhà sau 10 giờ. Còn đi làm nữa Đạt ơi. Còn điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Nói chung là nấu dở, vậy em nấu mình em ăn, mà em ăn còn dư nữa. Có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma. Chị biết sao, ở dưới quê ngày trước thì nó vắng lắm mà chị. Mỗi nhà là chỉ có được một cái tivi thôi. Mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm. Khi mà em đi lỡ nhà kế bên á, coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai hết trơn. Em khóc, em chạy cắm tổng cổ, em chạy đám khóc. Cái tới giờ mà em vẫn còn chọc em hoài luôn. Em thì cũng có cái thằng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á, tối về em ngủ em hay nói lại lắm. Nói lại là sao em? Là cứ như cũng kiểu như mớ á chị. Mớ hả? Trời ơi, cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó. Trời ơi trời. Chứ ma nào sợ em không à? Mà ít em lắm kể chị. Câu chuyện em mớ mà làm cho người ta nhớ đi. Tối ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện, nói là vợ em mới sợ ma đó. Không, em không có ngồi, cái gì em nằm em nằm nói luôn hả? Dạ. Nói thành tiếng luôn, nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi?
Cũng có thể nói thành câu chuyện vậy. Ví dụ như hồi đợt năm rồi em đi ăn tất niên á, em hát nhiều quá mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa, em ngồi với em kêu cho em hát nữa, cái em về em nằm ngủ, cái em nói chuyện mình luôn. Nói gì? Thì em nói cho tao hát bài nữa, tôi nghĩ tôi về. Ai kể lại cho em nghe? Mẹ em. Còn em nè, em biết chụp ảnh, chụp hình. Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Em phải chịu em chứ. Nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok em. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Ừ. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Em sẽ kiếm bạn trai khác. Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời, nhỏ này cũng nặng thẳng thắn thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao, ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ, em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên phải không? Quan điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Không. Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo độ đẹp trai. Được à, cô này được. Mà bây giờ điểm yếu là gì? Em có nói anh em rất là bướng. Có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi. Nhưng với bạn nam thì em sẽ gật gật, nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý em mà. Để tôi coi, để tôi coi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không. Biết đâu nha. Chào thầy giáo nè, thầy giáo dạy sử nè. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện, có thể biết. Quá hoàn thiện luôn hả? Dạ. Nói chung là em không có cái gì gọi là quá đáng về tật xấu cả. Ví dụ như là em không hút thuốc nè, em không nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ. Thích đánh bóng chuyền ạ. Và bữa nay thì em đang tập gym và tập boxing. Những cái môn tình đường sức khỏe rất tốt ạ. Tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế. Vì vậy em đang học và khởi nghiệp, mở thêm một cái kinh doanh online. Em hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Năm nay nhiêu rồi? Dạ, 27. 27. Dạ. Lập kế hoạch rõ ràng là mong muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Lo được cho những người mình yêu thương. Dạ. Còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không? Dạ, thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ. Nên em mong là trong vòng 1 năm hoặc 1 năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn. Nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ, để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ. Nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mình chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy. Ok. Vậy còn điểm yếu của mình nãy giờ nghe tốt quá. Tuyệt quá trời luôn á. Em hay sợ những con vật mà bò sát, ví dụ như là rắn, là dân ở vùng gọi là vùng lũ á, nhưng mà thực sự là em không biết bơi. Chưa bao giờ tắm sông luôn. Ở vùng lũ không biết bơi. Dạ. Trời đất ơi. Em có cái tính hay quên ạ, nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này. Trời ơi, nhắc mà nhắc suốt cuộc đời luôn ha. Chết rồi. Giống mẹ rồi, giống mẹ rồi. Rồi, hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện. Đâu, nhắc là anh ơi, tháng này chưa đưa lương nữa nha, làm ví dụ vậy rồi. Anh ơi. Anh ơi chưa nấu cơm anh ơi. Anh ơi chưa giặt đồ anh ơi, anh ơi con anh chưa bú anh ơi, anh ơi nhắc lia lịa, nhắc lia lịa. Thấy ổn không em? Em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không? Quá ok luôn nè. Quá ok. Trời ơi. Thầy nói thầy nhớ nha thầy. Dạ. Dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài hoài mà nhắc hoài không có chán. Rồi ok. Sợ nói câu đó xong là lát nữa 2 phút sau là quên liền hay gì. Rồi bây giờ mời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên ngồi ghế màu xanh nè. Cái nấm lùm. Ưu điểm của em là biết nấu ăn. Ờ, thích làm thiện nguyện và có biết hát, độc lập về tài chính. Về khuyết điểm thì em là một người hay quên, cho nên là khi nghe bạn nam bên kia nói hay quên thì tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á, em còn có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ. Chết rồi. Hai bên mà bên nào cũng hay dạ, quên, bên nào cũng muốn người nhắc. Dạ. Em có biết hát là biết hát cái loại nhạc gì? Dạ em hát được bolero hoặc là nhạc những bài ballad. Ballad. Mình làm thử một khúc bolero đổi không khí đi em. Dạ. Mời em. Sao tụ rồi.
sớm tụ phải. Thật ra qua nay con bạn thân em nó tập cho em một cái bài là chết là tự nhiên quên tên. Tàu về quê hương. Tàu về quê hương. Đó, tàu bạn thân nhắc liền rồi. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Cảm ơn mọi người ạ. Oh yeah. Style mới là vừa hát bolero vừa mix rap vô luôn á. Biết rap không? Em đọc rap cũng được nhưng mà nó không hay lắm. Kệ chơi luôn cái. Hát là hay rồi, bây giờ đọc rap còn hay hơn nữa. Và đây là màn rap của rap nem cái nắm luôn. Dạ em cũng xin rap một đoạn nhỏ trong bài Ngày Anh Nhớ Em của Ron ạ. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cá cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ, đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai, mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, em sẽ cố dẫn anh theo nếu lỡ anh vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mỗi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó, có phải là anh, một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ, lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Wow, wow. Ghê ghê. Trời ghê. Với cái bài rap đó, em vừa nói hết những cái tâm tư, tình cảm, tâm sự luôn. Em cảm xúc của hai bạn nam như thế nào đã? Luôn á trời. Sao thầy giáo nghe sao? Sao? Bolero được, rap dữ luôn. Dạ đủ luôn rồi, đủ luôn rồi. Đủ luôn hả? Dạ, quá dữ. Còn em thì sao? Thấy bạn hát rất là chuẩn đó chị. Chuẩn luôn rất hả? Hay lắm. Em cũng thích hát nên em thấy. Thích hát hả? Làm luôn em, hát luôn. Luôn đi. Để nhà trai mình lép dế hay sao? Wow. Rồi. Nhưng mà thì hôm nay em đến đây em cũng góp vô một đoạn. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng càng lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Em xin hết. Wow. Yeah. Bài hát lão quá vậy, tôi mới nghe lần đầu luôn á. Rồi tình trường thế nào? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình ạ. Ba mối tình? Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc học cấp 3, nó kéo dài hơn 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em, nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. Nên là em mới dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Thì trong một chuyến đi chơi, em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm. Có người đi chơi chung một nhóm mà thấy là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không? Dạ đúng rồi. Em hỏi bạn đó là có hay không, bạn đó mới khẳng định là không. Xong thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi. Xem em là em gái mưa thôi hả? Rồi một tháng sau thì bạn đó công khai trên Facebook với chính cái bạn nữ đó. Trời ơi, vậy là cái cảm nhận của em là đúng phải không em? Dạ, đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị. Cho nên là em mới quyết định dừng lại. Rồi, mối tình cuối cùng hơn 4 tháng. Cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm. Tốt quá rồi, sao không tiến tới mà. Rồi sao nữa nè? Cái khúc này nè, sau thời gian quen nhau thì em mới phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi. Cho nên những cái dự định đó thật ra nó đang dang dở với cái người cũ của bạn đó thôi. Thì em mới thôi dừng lại. Em để... lắp cho chỗ trống đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không? Dạ em cũng có trao đổi với bạn đó. Thì bạn đó mới nói là thôi chỉ làm bạn thôi. Trời cho đó. Nên là em muốn dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa. Mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi? Dạ cũng gần tháng rồi. Hả? Chị Tùng. Mới có 1 tháng à? Nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa? Dạ thật ra em không gọi là quên, xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em. Em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó. Nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể tiếp tục với những cái nhân duyên mới của tương lai ạ. Rồi, cảm ơn em đã đồng cảm ha, và có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Rồi riêng mình thì sao? Thực sự thì chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó, nó hơi buồn buồn.
Dạ, thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc, và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau. Nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn làm việc gì á, thì mình quá chu toàn. Rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị sa đà. Trong y học thì người ta hay gọi là có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu đó. Sau một thời gian thì bạn ấy chọn một con đường mới, và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Thực sự lúc đó em rất là đau lòng luôn á. Anh với chị Tường rất là tin tưởng em, và tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu. Thật một sự, câu ông thật nói sự, mà không biết bao nhiêu cái thật sự luôn đó. Đó cũng là một dấu hiệu của stress và trầm cảm đó nha. Không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình, nói chậm lại, từ tốn và kiểm soát lời mình, bình nói tâm lại không gì hết. Thầy giáo. Dạ, thực sự thì đó, thấy chưa? Dạ. Thực sự là em rất là cảm xúc ạ, nên chị biết, chị biết cảm xúc thì có thể là hơi hơi bị kích động xíu trong người. Không, nó hơi thả lỏng ra thôi. Một người sống rất là tình cảm. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào? Dạ, em thì được hai mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm. Dạ. Trong lúc làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á, nằm viện gần 2 tháng. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn. Cái đời em quyết định em xuất việc, em xuất viện em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé cũng là có quen một người khác. Rồi trong thời gian em học và em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như bên đạo á chị, mà không có giấu, mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà điểm đó là cái dạ, như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng rõ ràng thì chia tay. Dạ. Minh, tình trường của em sao Minh? Đây nè. Thật ra em có 12 mối. Hai mối. 12. 12 mối. Lần đầu tiên có một cô gái. Trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hợp nên dừng. Crush. Crush đâu hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Hết hồn hết vía. Lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là crush thôi thì mình tính mối mối cũng được mà. Rồi. Cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Trụ 8 năm luôn. Quen đường thời gian cái sẽ chán. Sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà. Tình cảm tôi học trò mà. Bạn nam đó đi tà lưa với bạn khác. Tà lưa hả? Cho lên ở trên luôn. Mạng hay gì đó. Mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói. Nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần. Nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài. Rồi xong được. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu vậy đó, giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn đi. Rồi, tiếp. Là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị. Những cái mối tình tao và những cái người quen sao nó ngắn. Mấy tháng? Cao nhất á là 1 năm. Thấp nhất á là 1 ngày, đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn hả em? Rồi thì bạn nam tỏ tình với em, cái em mới thấy là cũng được. Xong rồi cái sáng hôm sau em mới thấy kỳ quá, thấy tụt mút quá. Nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. Vậy là gọi là một mối tình đó hả em? Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Trời ơi, nghe bà kể chuyện sao đầu đuôi nó. Sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm. Nhưng mình rờ vô mình mới biết. Rờ cái bộ phận nào của người ta vậy? Rờ vô tính xấu người ta mới biết. Rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi. Gia thì trưởng. Cũng dùng dần được khoảng 1 năm. Một chị hạt rồi mới chia tay. Em lock Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau, hồi nãy anh có nghe đó. Tùy theo độ đẹp trai đồ đó. Anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó. Mà lúc đó mà em không có make up. Xong cái ảnh chạy một cái voucher ăn 1 triệu. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh, cái ảnh mới nói trời Minh sao em nhìn khác quá vậy. Rồi sao ảnh cưới em? Bắt đầu cũng ngồi tích, cũng đẹp trai nè, cũng công an việc làm ổn nè, rồi cũng cao nè đó, thì cũng rớ vô rồi. Yêu nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy, mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về, cái ảnh phì ra, mập ra thì hết xấu trai quá, rồi hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn. Rồi cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu ảnh rồi, mình nên buông nhau đi. Dứt điểm, dứt khoát đó. Mới có cuộc tình thứ 3 thôi đó chị Tường. Còn mấy kia là nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai. Đúng,
Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm, từ từ nó cũng lòi à. Bớt bớt ham mê trai đẹp lại đi. Em thấy là bạn nam nào khi cua gái cũng ráng gồng lên vậy nè. Xô hết như con công nó xòe đuôi ra vậy đó. Lê 12 mối tình nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp, đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm lận? Tại họ cái là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em. Nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Chưa bằng người yêu cũ. Giờ là phải kiếm lên trên. Hay bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Không. Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn, không được chị giải tán hai bên này luôn cho rồi. Chứ mất công rồi chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi, thiệt á. Bữa nay là bên đàn gái. Nghe tình nhân vật là quý hiểm nha. Sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Là thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Thiếu em bù vô. Để coi hôm nay bù được không nha. Đó, thiệt chứ bộ, nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào? Vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười quá cười luôn. Quá vui. Rồi. Quá vui, gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao tầm 1m58 đổ lên là được. Được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Mà chết chà, nhưng hơi bị sái sái không? Sái sái rồi. Rửa chén thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu cho cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về, em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi hai đứa học luôn. Ừ, còn hai đứa học luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mảnh người này thưởng thức của người kia thử lại thì cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh, đi ăn cơm tiệm đi anh. Ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người cái tương ở người con gái không? Em không thích bạn gái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á. Chuyện mà tám á. Rồi, không xăm, dễ nhìn xíu là được rồi. Dễ nhìn xíu là được rồi. Biết tông giọng người lớn hay được. Khoan, bây giờ hỏi bà Gu bảo sao nè. Gu nè. Đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Chào, chi tiền cho em đi, chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. À, đi đâu? Như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ok, em tự lập vẫn được, nhưng mà không, em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Ví dụ như là em xài cho những khoản nào? Mua đồ mà. Đi đầu tư. Đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời. Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ mai mối quá. Mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có thành công. Lợi nhiêu? Cũng nhiều mà. Rồi sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi? Rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư làm chi vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư, xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. Đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Đang dịch rồi chị, tạm thời pending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không, mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Nghĩa là vui tính là cô bé này. Quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. Không thể nào buồn. Nhưng mà sao cái nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em căng á. Cười mà cười này cười căng. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ, nha. Căng lắm, thôi quay qua cô bé dễ thương nắm lùn nè. Nắm lùn thích gì yêu sao nắm lùn? Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người và độc lập về tài chính, về cuộc sống. Em Cưng biết nấu ăn không? Dạ biết. Có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không? Cho chồng ăn không? Thật ra thì em nấu cũng được, nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng chia sẻ với nhau. Rồi, yeah, ok, đồng ý. Có thích ảnh chi tiền cho mình đầu tư không? Thật ra về kinh tế thì em nghĩ là cả hai nên độc lập. Em thích bạn nam có quỹ đen hơn. Nói gì kỳ vậy? Nữa sao bên này ca khó không vậy? Tại sao thích tại bạn vì trai có quỹ em đen? em không thích người nam đưa hết tiền cho mình. Nếu mà thật sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung, và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai. Phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt, giống như là đi ăn uống bên ngoài. Cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi. Dạ đúng. Em dùng rõ từ ràng. Quỷ đen là nó ghê lắm. Quỷ đen là, quỷ đen là nguy hiểm lắm. Đen tối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân. Phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý vậy chú? Tía. À tía, dạ chào tía. Dạ tía, hôm nay tía đi theo coi nãy giờ rồi tía có suy nghĩ gì sao nè, tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Quý á,
nói chuyện là một, hai nữa là tánh nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi, đó là ý kiến để cho Quý có thể tham khảo thêm. Chào em gái, mình là đi theo ai? Dạ, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người. Hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang. Dạ, em là bạn của Tiên ạ. Rồi, bạn của Tiên nắm lùm phải không? Dạ. Rồi. Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp. Nhưng mà Ly nghĩ á, cái gu của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á. Thì với cái tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được cái tính của bạn em. Cảm ơn em, đó là những ý kiến từ bạn người thân xanh. Hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai, các cô gái của mình khi mà lựa chọn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi, Đạt ơi, dạ. Mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Yeah. Mở cửa trái tim. Em. Wow. Trời, làm liền luôn hả? Lẹ. Quà tặng em. Lẹ thì không biết lựa màu thôi, nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Rồi, liền tay vậy luôn. Ôi, đúng là anh chàng thợ sửa ô tô. Nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác. Đó, nhanh gọn lẹ liền. Chưa kịp hỏi cảm xúc anh, luôn. Anh nói quịch tẹt quá vậy. Đâu, anh thẳng mà, anh là anh chàng rất là thẳng tính. Em thích không, em thích không? Chưa mở, chưa biết. Em mở đi. Còn bà làm gì bà thô bạo dữ vậy trời. Ý màu cam. Cam đó, thích không? Ý màu cam. Em thích đỏ cơ. Nhưng mà hơi, cảm ơn anh. Đỏ cam á. Vậy bữa anh mua cho cây khác. À. Cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy sao? Anh này đẹp trai. Anh này đẹp trai, trời ơi, nhỏ này thẳng tính ghê. Anh này đẹp trai. Ổn không? Ổn. Ổn hả? Mà ảnh cứng quá à. Cứng là cái gì cứng? Mới vô ảnh tặng quà ảnh làm liền à. Rồi ảnh nói luôn. Sao vậy, em không chịu nữa hả? Vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ, em muốn lòng vòng nữa hả? Từ từ thôi. À, muốn chậm chậm lại chút hả? Từ từ mà đúng không? Mà khó chịu quá à. Thì ta đẹp trai được rồi. Mà đẹp trai là được rồi. Trai không? Nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi, phải từ từ. Chính nãy chị mới nói mà. Chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu. Chị đâu kêu từ từ đâu. Rồi, em rồi. Cũng bớt lại một chút nha. Bớt lại đi cưng. Kềm lại chút xíu. Cảm xúc sao cưng? Nè nghe nè. Nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè. Mà nghe dễ thương. Dễ thương quá hả? Có sao xuyến chút nào chưa? Dùng. Sao cưng? Cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra? Hai bạn gái rất là dễ thương. Nhân đây thì em có món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Nhóm thầy giáo phát sổ đầu bài. Sao thích màu này không? Để người ta đổi luôn. Màu đen. Thích màu đen. Mày làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi. Rồi đổi bà thêm luôn. Quá, tôi nói bà bớt lại đi. Rồi sao nắm luôn? Sao nè? Cảm xúc của em như thế nào? Đang đọc vô cái chữ. Dạ, em thấy trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay. Có chữ nghĩa nè. Dạ. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Nghe khá là hay đúng không? Tại cho em cái cảm tình. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên. Anh Quý mạnh mẽ lên, muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạn. Cho hỏi hai bạn là ví dụ như mình yêu nhau, mình quan điểm về tình yêu là như thế nào? Nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không, gọi là tôn trọng không gian, đừng có dính nhau quá. Ủa, yêu nhau mà đừng dính nhau? Nó chán lắm. Theo em thì tình yêu là như thế nào là vui? Sự thấu hiểu. Nè nói với anh Quý nè, đừng tìm hiểu anh kia, anh Quý nè. Nhào vô tình yêu đừng có gồng quá, nó không có vui. Gồng quá nó không vui, mỗi ngày mỗi khác. Quý hiểu không Quý? Dối. Em nói đi. Quý hoang mang lắm, bé hỏi nó trả lời Quý xong đang... Quý chưa hiểu gì luôn. Rồi Tiên. Dạ, quan điểm trong tình yêu của em là cần một người biết chia sẻ, thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình, đối phương của mình. Anh thì thích rõ ràng, kiểu như là yêu ai chỉ một người thôi, khi nào mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra. Dạ, em muốn hỏi thầy giáo. Rồi, hỏi thầy giáo mời em. Muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ? Về điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm. Nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận, không có ý kiến của mình là chủ đạo. Thật sự cái nhiều khi em cũng trẻ con á, thì anh có chấp nhận được hay không ạ? Là không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là em người có cả đầu á, nên thực sự là cái vấn đề trong gia đình á, thì em muốn có một người bạn đời của mình nó
thực sự là lễ phép. Con trai trưởng bạn nghĩ như thế nào? Cần phải có một con dâu phải ngoan hiền và dễ lễ phép cho em nghĩ về điều đó như thế nào? Cái điều lễ phép đó thì mỗi người đều phải có hết. Nếu mà đi xa hơn nữa thì mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải kính trọng người thân của đối phương. Anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh? Làm dâu đúng không? Làm dâu đúng không anh? Thì mình quê ở Quảng Bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp. Có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ, tại vì quan điểm của em là tôn trọng ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy. Nè, cô bé này em nè, em có quan trọng làm dâu không? Em không có thích làm dâu. Nãy người ta hỏi rồi, ông này ông mai không có nhớ gì hết, ta nói ngay từ đầu em, rồi. Em nói vui là có như là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng còn không kiếm bạn trai khác. Rồi. Em cá tính mạnh nhất trong đây. Tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi sự hơi xáo trộn một chút. Xáo đúng trộn. Không? Mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ. Em tặng anh quý, bởi vì anh quý đã tặng xong cho em. Nhưng mà em sẽ không như anh, em sẽ không nói là ở trong đây đó có gì. Em đồng ý cho anh khui tại đây không? Được. Tặng cho em rồi, muốn làm gì em làm. Khui đi, tặng cho em rồi. Trời, bà tặng quà mà bà đứng đó. Anh quý bà sàn thấy sợ luôn. Đôi khi người ta phải cần như vậy. Mắc cỡ á chị ơi. Không hề. Bà thả tính đó chứ mắc cỡ cái gì. Hồi hộp ha. Dung. Hả? Dung. Dung hả? Dung hả? Đang dung dậy. Dung. Một bộ hình. Hả? Không. Hình gì? Thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất. Cái là ở Thái Lan với một cái là Singapore. Em từng đi giống như là có một Nhật. Cuộc hẹn du lịch hay gì từng đi Sing, rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào? Anh đi làm. Thôi đi làm đừng có vậy. Ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, không có tiền lấy đâu đi trời. Đi nè ba cái bát bò luôn. Trời trời, đi Thái rẻ lắm luôn á. Rẻ sao? Có sáng tới 8 triệu à, bút vé máy bay, tự túc á, bay cái bèo qua bển rồi tự bút hostel rồi ở. Có 6 tới 8 triệu à. Thiệt. Ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền? Thì anh phải trả chứ. Anh trả là hai đứa còn luôn còn em hả? Thì em tự trả. Là mạnh ai nấy trả hả? Ừ, thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á, sẽ trả luôn cả tiền phòng cho em. Ủa, là ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ riêng tiền phòng ai nấy trả, như nào ngủ không, chung anh mới trả tiền. Tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết. À. Ừ. Bây giờ chị hỏi em nè, giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không? Thì lấy thẻ ra cà. Không có đem quên cái bóp rồi. Thì em cà đó, đợt sau anh cà lại. À coi như là xen kẽ nhau. Dạ đúng rồi. Quên hai lần luôn. Bye bye. Bye bye hả? Một trời lần ơi. Thôi gì chứ qua lần hai bye bye. Cá tính mạnh dữ vậy trời. Quý à, sao em quan mang vậy? Đang phân tích. Quý đang phân tích. Em được tặng ba cuốn bát bo luôn mà em quan mang vậy? Dạ. Rồi mời nắm lùng. Nắm lùng. Dễ thương nè. Em có hai quyển sách muốn tặng cho hai anh ạ. Riêng thầy giáo em có tặng thêm một phần quà nhỏ. Coi phần quà nhỏ là cái gì? Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha. Nhật ký bỏ túi. Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc. Mời thầy giáo đứng lên. Mời thầy giáo qua lịch sử. Qua nhà trai xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái đạt nhà gái hướng dẫn đi. Rồi. Em thử cảm xúc cho bạn nắm tay được có. Nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không. 10 giây cảm xúc như thế nào? Lạnh. Ừ, run lắm em. Máy lạnh. Rồi nhìn vô. Chắc hết 30 giây rồi đó chứ. Nắm hoài luôn hả? Rồi, quay qua bên phải, nắm rồi, tay bên đây luôn. Nhìn nhau. Cảm xúc muốn giữ trong lòng thì anh lỏng ra đi, anh đừng có gồng. Muốn bộc phát cứ bộc phát. Anh đừng có gồng nữa, thả lỏng ra đi. Được chưa? Thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ. Có cảm giác rất tốt. Kiểu tình yêu sét đánh à. Tình yêu sét đánh hả? Đánh ai thì chưa biết nha, ghê nha. Dạ. Quý nè, quý có quyền được nắm tay hai cô gái để thử cảm xúc của mình. Dung. 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 Dung nhảy dung, hoài. Dung. Dung quá, dung quá. Nói gì không hết giờ. Anh nắm em hoài luôn. Anh biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu. Ơ, bảo vệ nhà gái. Em phải nhìn thẳng vô mắt người ta. Nè. Anh cứ rung. Ổn, rồi. Để nắm luôn. Cứ
Tại không ạ, tính em hay cười vậy anh. Nhớ lời ba dặn. Cái chỗ ghế xanh à, hợp với Út Quý à, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Út Quý á. Nhìn anh mắc cười lắm à. Dạ không, tại em hay rung, em hay cười để kiểu cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á. Em thấy anh sao? Tức là em có cảm tình với anh, cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau. Con người em cũng vậy nên là em cũng thích đối phương là như vậy. Dạ, dạ em cũng chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh. Rồi, rồi về chỗ, hết giờ rồi đó. Bây giờ các bạn hãy nhìn chiếc ghế của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh, tượng trưng cho cái người ngồi trên cái ghế có cái màu như vậy. Nếu như sau 5 giây các bạn đồng ý hẹn hò thì mình hãy bấm vào cái nút mà mình muốn. Nếu như bạn không muốn, không có cảm xúc với ai hết, có quyền không bấm. Và khi nào hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn với nhau thì mới gọi là hai trái tim đồng điệu. Các bạn nắm chưa ạ? Trái tim mình mách bảo bấm chỗ nào thì bấm chỗ đó. Mời bốn bạn để tay vào. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 à, em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người. Hy vọng là đến 50, 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Anh thì không biết lựa màu sâu nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích một cái anh dắt em đi mua. Bấm. Có một cái đèn không sáng, vì sao em không bấm? Thì không hợp gu em. Không hợp gu em. Ờ, tại bản ở Bình Dương lận. Xa. Đúng rồi, với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi. Cũng rất là thẳng thắn ha, quyết đoán ha. Hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau. À, như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có 3 người bấm nút. Nhưng mà hai chàng trai đều bấm cho chiếc ghế màu xanh, nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cái anh chàng màu xanh. Như là chúng ta sẽ có một cặp đôi. Từ cặp đôi ghế xanh, mời hai bạn tiến ra phía trước. Chúc mừng em. Chúc mừng anh em. Sao cái gương mặt em có vẻ thảng thốt và hốt hoảng vậy? Khoan, em chưa lót được cái kết quả. À, em chưa lót được kết quả hả? Lại, đây, đây nè. Em đang ngồi ở ghế màu xanh, thấy chưa? Thấy màu xanh không? Rồi, em bấm cái đèn của màu là xanh. Là dẫn qua đây màu xanh. Là em chọn anh thầy giáo bấm cho em ngồi ghế màu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Em có bấm lộn nút không? Có bấm lộn nút không? Bấm lộn nút không? Bây giờ vẫn có... Dạ thôi, em bấm đúng, bấm đúng. Đúng địa chỉ rồi, đúng, đúng không? Đúng rồi, nắm tay đi cho chắc ăn coi. Để em trời là... trời. Đúng thì nắm tay. Trời ơi. Rồi, mời em trai đứng lên. Rồi, đây đứng nhanh. Okay. Thôi đứng nhanh, đẹp trai rồi, không cần nữa. Ok. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi à. Hôm nay chúng ta có một cặp đôi là cặp đôi ở thầy giáo Thành ha, và cô cũng Tiên ha. Hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Đánh xin mời dấu, thầy giáo. Đánh dấu một bước khởi đầu nè. Hôn đi, hôn đi. Wow. Dễ thương. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi, lọn trước không đi mà lọn làm sao vậy cưng. Vậy bây giờ hai nhân vật nữ của ngày hôm nay nè, xin mời. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đến với anh chàng ngồi ở ghế màu đỏ nhưng mặc áo màu xanh. Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào hai MC của chương trình là chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Lâm Thanh Tùng, sinh năm 89, năm nay em 32 tuổi. Em là quản lý bar bên một cái nhà hàng quận 7 và tối em có chạy rap thêm. Wow, giỏi quá vậy, giỏi quá vậy. Có nghĩa là ban ngày đi làm quản lý bar. Ủa, cái bar không làm ban đêm hả? Ủa kỳ vậy. Chỗ đó là nhà hàng thì nhà hàng bên em mở nguyên ngày nhưng mà em chỉ làm bên mảng bar thôi. Ba là làm mấy giờ? Ba là làm cocktail, là từ chiều bắt đầu mới có khách để uống, người ta uống rượu. À, coi như ban đêm làm quán ba tới mấy giờ mới về? Dạ cỡ 7 giờ tối em về.
Sớm mà vậy thôi hả? Tại vì em quản lý, em có những cái người làm dưới em nữa. Rồi về là em rảnh thì em chạy ráp. Chạy ráp thêm nữa. Dạ. Kinh tế ổn định không? Dạ ổn định. Chút xíu nữa mình khai thác coi có của dư của để gì không nha. Nhưng mà Tùng quê ở đâu Tùng? Dạ quê em Vĩnh Long ạ. À, vậy hả? Dạ. Cùng với chị rồi. Rồi bây giờ còn ai dưới quê? Dạ còn dì em mới là cậu em. Còn ba mẹ đâu? Ba mẹ ở quận 8. Tạm thời là thông tin của Tùng là như vậy nha. Mời bên kia. Dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt, xin chào chị Cát Tường cùng hai bạn nam và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Bảo Khánh, năm nay 23 tuổi. Công việc của em là chuyên viên đào tạo tại Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAC. Quê của em thì ở Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ. Vậy em ở đây ở đâu? Dạ em ở quận 8. Ba mẹ ở quận 8. Quận 8 luôn hả? Ủa sao bên đây cũng quận 8, bên đó cũng quận 8 kìa. Có nào nhà gần 8. Nhau không? Em ở khúc nào? Dạ em ở Bến Bình Đông. Bến Bình Đông. Em ở quận 8 ở chỗ nào? Bến Bình Đông luôn ạ. Bến Bình Đông luôn ạ. Ê trời ơi, bên đây ở Bến Bình Đông luôn kìa. Chỗ ai? Trời ơi, có chừng quen nhau nha. Có chừng quen nhau nha. Rồi, bạn gái bên kia luôn đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh, xin chào chị và cùng toàn thể các bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lương Mai Thúy Phượng, hiện tại em 23 tuổi, quê em ở Thái Bình. Em đang là giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ tại Sài Gòn. Giáo viên dạy tiếng Anh. Dạ đúng rồi ạ. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm được hơn 1 năm rồi ạ. Từ lúc em vẫn còn là sinh viên đến bây giờ. Wow. Bây giờ của mình cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ đúng rồi ạ. Vậy là tất cả các bạn đều đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chưa. Còn, đang quay qua nè, còn một người cuối cùng. Dạ. Em đang sống ở đâu em? Dạ em đang sống ở Bình Dương chị. Sao trớt quớt vậy? Tôi mới giới thiệu trớt quớt vậy rồi. Mời em sống ở Bình Dương. Em tên gì? Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Văn Vương Hoài Linh. Em sinh năm 90, năm nay em 31 tuổi. 31, mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng. Bên nhân sự với lại thêm một số cái vấn đề giống như là HSE với lại ISO. Là cái gì không hiểu? Dạ về bên an toàn á chị. À, mình là làm việc ở Bình Dương, sống ở Bình Dương luôn. Dạ, quê rồi. Mình Bình Dương luôn. Dạ em ở miền Tây, em ở Tiền Giang. Ba mẹ là ở Bình Dương hay ở? Dạ không, ba mẹ em thì ở quê, thì mấy anh chị thì ở Bình Dương với Sài Gòn. Quay lại với bạn trai đầu tiên, ngồi ghế đỏ nha. Bây giờ cưng điểm mạnh điểm yếu là cái gì? Dạ điểm mạnh của em là em có thể giao tiếp tốt với mọi người và về ngôn ngữ thì em biết được tiếng Anh, tiếng Quảng với lại một chút xíu tiếng Philippines. Tiếng Anh, tiếng Quảng, tiếng Philippines nữa. Dạ. Tiếng Anh thì thôi chị cũng hiểu, tiếng Quảng sao có liên quan tới tiếng Philippines là... Tại vì người bạn gái cũ của em là người Philippines ạ. À, vì bạn gái cũ người Philippines, mình yêu cổ mình phải học tiếng Philippines. Dạ không chị, tại vì lúc mà giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, nhưng mà có những lúc mà gọi điện thoại bằng video call đó, thì nói chuyện với lại gia đình đó, thì em cũng học thêm. Vậy tương lai nếu mà em quen thêm vài người ở vài nước nữa thì sao em học thêm vài thứ tiếng nữa đúng không? Hai người này có khả năng ngôn ngữ cao. Người này có khả năng ngôn ngữ cao. Ủa dành hết cả thanh xuân đi học vậy mà còn yêu được hay vậy? Tại vì em mới về nước được khoảng chừng nửa năm thôi. Ủa em đi đâu? Em đi làm xuất khẩu lao động ở Macau ạ. Em đi làm bển được mấy năm? Em làm được 9 năm ạ. 9 năm, chà cái này vốn nặng à. Đi làm 9 năm ở nước ngoài chắc để dành được nhiều à, đúng không? Trong thời gian em làm 9 năm thì có những cái biến cố. Giống như mẹ em bị tai biến, ba em hiện tại cũng đang có bệnh. Có rất là nhiều người nghe em nói là em đi làm 9 năm nghĩ là em rất là dư dả. Nhưng mà cũng là, nó cũng là một câu chuyện dài. Tuổi trẻ mình chưa lập gia đình thì mình hy sinh, mình đi làm, mình nuôi cha nuôi mẹ, báo hiếu là một điều rất tốt, đáng trân trọng. Mình đông anh chị em không? Dạ em có hai người, đó là chị hai em, năm nay là sinh năm 84. Là cũng có gia đình rồi và có một cháu. Ổn hết rồi, vậy là giờ còn mình em thôi. Dạ còn mình em ạ. À, bây giờ là lo mình em nữa là coi như là... Ba mẹ sắp có cháu nội. Ba mẹ sắp có cháu. Không, em nói là tương lai. Trời ơi, ông chưa có vợ, ông lên đây ông ngồi ông kiếm người yêu mà ông nói ba mẹ em sắp có cháu nội luôn rồi. Em hơi run. Tầm nhìn xa, được. Chúc mừng cho ba mẹ em sau ngày hôm nay có cháu nội luôn. Ủa rồi điểm mạnh điểm yếu là ở chỗ nào? Điểm yếu của em là nói hơi nhiều chị, với lại suy nghĩ nữa. Có nghĩa là người ta nói một em phải suy nghĩ 10 luôn. Tới bên kia. Dạ, điểm mạnh đúng không? Điểm mạnh á. Em vui, rất là vui vẻ, hòa đồng và tràn đầy năng lượng. Được. Thí dụ như là mỗi khi mà em tới công ty thì em luôn sẽ chào hết một lượt tất cả các nhân viên, làm cho họ cảm thấy vui vẻ. Điểm yếu của em á là em cũng suy nghĩ nhiều. Em nghĩ gì mà nhiều vậy cưng? Dạ khi mà một cái sự việc gì đó nó xảy ra thì em sẽ suy nghĩ xung quanh cái sự việc đó rất là nhiều. Nhiều khi tối em về em nằm ngủ em lại suy nghĩ tới sáng. Trời đất ơi. Tới sáng. Trời đất ơi. Thật ra thì em cũng đang cải thiện nó nhưng mà em vẫn chưa có thoát khỏi được cái chị. Dạ. Nhưng mà thường suy nghĩ là nó cứ lòng vòng hay là suy nghĩ nó có ra được cái lối thoát nào không? Hay là chị có thấy sáng ra mệt mỏi? Dạ lúc đầu là nó lòng vòng rồi từ từ nó khởi sắc. Trong tương lai thì em nghĩ nó sẽ tươi sáng hơn. Nhưng mà chị thấy trước mắt mà em nói em thức sáng đêm là chị thấy tới sáng là nó tối rồi đó. Dạ. Phải giữ gìn sức khỏe nha em. Đi tới đây là có sách theo cây đàn rồi đó.
Dĩ Tường ơi. Vậy hả? Đúng rồi. Mình muốn làm luôn không? Năng lượng tích cực. Đàn luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Trời ơi, đàn luôn hả anh? Bài lại với em luôn. Chợt nghe thấy một tiếng ca, cùng một đóa hoa đang đến gần từ phía xa đến trước nhà. Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Ngập ngừng đôi ba phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn. Rồi trong tim bỗng thấy tâm trạng rối bời, một khẽ mỉm cười, em khẽ trả lời. Em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đất trời. Em vẫn yêu đời, vẫn thích như thế dòng trời chẳng nghĩ người. Môi vẫn luôn cười, tươi tắng, xinh sáng dáng người. Vậy nên bây giờ em muốn ta mến nhau thôi. Cảm ơn mọi người. Oh yeah. Wow, dễ thương quá. Câu cuối cùng là bên đây có hai chàng trai ngồi nín thở luôn. Nín thở luôn hả chị? Sao em? Hát hay, hát hay hả? Hát hay, giọng truyền cảm. Thích hát hả? Hát luôn đi. Em xin hát chay ạ. Rồi, xin hát chay, ok. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình này là mong manh, bờ môi còn cao khát chờ. Này người tình, cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Wow, ê Tùng hát hay lắm nha. Là ban đêm đi làm quán bar, ban ngày lúc mà chạy xe mà bị ế á, ngồi trên xe là hát. Có luôn á chị. Đúng không? Đâu phải lúc nào cũng có khách đúng không em? Đúng. À, ngồi hát, bình thường ngồi trên xe đó, hát vậy là quay kiến xuống hay kéo kiến lên? Dạ em quay kiến xuống. Quay kiến xuống là người ta đi đường người ta nghe hết luôn đó. Phải không? Không phải em chạy rap bay. À. Chứ không phải chạy chạy rap bay nhưng phải là chạy rap khai. À chạy rap bay, phải chạy rap bay. Dạ. Rồi hát là nghêu ngao là coi như đi đường người ta không, nghe hết. Đôi lúc mà có khách em hỏi khách là chị có buồn không hay là em có buồn không, em cũng có thể hát cho người ta nghe được mà. Vậy luôn á hả? Rồi. Kiểu đi vừa đi đâu không, vừa được nghe nhạc như đi sao vậy đó hả? Hai bạn gái bên kia nghe giọng trai của bạn Tùng nhà tôi như thế nào? Sao nè? Em thấy là bạn nam hát rất là hay và có cái giọng rất là ấm áp. Wow. Cảm ơn. Hát rất là hay và có cái giọng rất là ấm áp. Còn em thấy bạn hát sao? Dạ rất là hay ạ. Hay. Nổi da gà. Nói chung nổi da gà luôn. Nổi da gà luôn. Bạn cái xanh thì... nghe anh chàng cái đỏ hát mà bạn cái xanh nổi da gà luôn. Nãy bạn nữ cũng nói chung là tôi thấy đầu nãy tiên bạn nữ hát em cũng nổi da gà mà. Hay là tại bị lạnh vậy? Hai bạn áo xanh hát là em đều nổi da gà phải không? Tới bạn trai gây xanh của tôi, em trai. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì cơ? Điểm mạnh của em thì hòa đồng với hoạt bát, em có biết nấu ăn xíu. Điểm yếu thì em hay bị áp lực trong công việc á, những lúc như vậy thì em hay rất là khó chịu. Bây giờ tới mình đi nè. Về điểm mạnh của em thì khi mà em đặt target cho mình thì em tập trung vào cái việc đó, em tự tin rồi là em dễ kết bạn. Còn điểm yếu của em, nói đến điểm yếu thì em em vô tư, em hậu đậu, em đụng đâu bể đó. Vô tư là sao? Tức là cái gì nó đến không thôi, rồi cũng không có nghĩ nhiều, không nghĩ sai hết. À, kệ nó. Thuận theo chiều gió rồi hả? Dạ. Em có đam mê gì không? Thực sự đam mê thì có một thời gian thì em khá là thích leo núi hoặc là leo trekking, đi bộ, đi đường dài, đi qua khu ví dụ Tà Năng Phan Dũng hoặc là đi mấy ngày vậy. Xong cắm trại. Đi bộ mà đi mấy ngày hả? Dạ đúng rồi. Đi bộ đi mấy ngày là đi đâu? Giống như đi mấy cái cung đường Tà Năng Phan Dũng hoặc là đi leo núi bình thường thôi. Đi một mình? Dạ không. Chứ em đi ngủ còn không dám ngủ mình nữa. À, vậy đi với ai? Em đi với bạn, em đi với nhóm. Đi bộ đường dài xong rồi mang đồ ăn, thức uống. Tại vì đi bộ đó không có đồ ăn thì mình phải gác cả đồ ăn rồi thức uống trên đó, thường là đi qua đêm. Cô này cũng thích cảm giác mạnh mà sức khỏe cũng dẻo dai bền bỉ ha. Em chỉ đi với bài đàn thôi. Chứ em đi một mình chứ em chết. Phiêu lưu và khám phá. Đây, chị sẽ giới thiệu một chàng trai sức khỏe rất dẻo dai, có thể đi với em trên khắp mọi nẻo đường. Lại đây, lại đây, lại đây. Cái gì? Lại đây, lại đây. Đứng đi đâu cả bang, đứng vô cái chỗ bức tường này cho tôi. Chị muốn cho cổ nổi da gà. Ờ chưa. Sao thì bây giờ sao? Kêu lại đây tôi cho rờ mó. Chưa muốn. Chưa cái gì bình thường thôi. Thấy mặt nhau đâu mà. Đưa tay ra cưng. Đó. Đó.
Em làm em rờ sao mà người ta nổi da gà đó. Rờ sao mà người ta nổi da gà đó. Cảm nhận đi đó. Sao em có nổi bạn hơi lạnh như lại. Em phải cầm vô cái bàn nè, thì ta mới nhận cảm nhận được chứ. Sao em gái nhắm mắt lại hít thở coi. Không gì hết trơn. 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 Rồi đứt dây chuông rồi xong luôn. Luôn em mạnh dữ vậy. Ê mình không có gì hết trơn là mình nắm hoài luôn hay sao nhờ? Ý hoài luôn. Ủa là mình nắm hoài luôn hay sao nhờ? Mình nắm hoài luôn hay sao nhờ? Ôi vậy à buông rồi chị buông rồi. Rồi thôi có... vậy không có gì coi như là không có nổi da gà phải không? Dạ. Yeah. Vậy là bình thường không có bệnh. À, à, vậy là máy lạnh cũng không gì hả? Không có gì hết. Rồi rồi thôi ngồi đi. Mà chị hỏi luôn bạn trai ngồi ghế màu xanh nè, em đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc sinh viên, quen cũng được 3 năm. 3 năm. Mối tình thứ hai thì khoảng 2016, bạn đó cũng làm chung công ty với em. Cái quan niệm của em á là ví dụ như là khi mà yêu nhau thì không phải là đợi một bạn nam nhắn tin trước, mà bạn đó thì cứ nói là khi nào anh nhắn tin thì em sẽ trả lời. À. Nhiều lúc em cảm thấy em mệt mỏi. Quen nhau được bao lâu? Chắc cũng khoảng hơn 1 năm. Cái quan điểm của bạn đó là có qua mới có lại, nhưng mà em qua thôi cô mới lại chứ cô không có qua trước phải không? Dạ. Mối tình thứ ba thì 2019, 8 tháng 3 2020 thì bọn em chính thức chia tay. Nhiều lúc đang đi chơi vui vẻ vậy đó, cái bạn đó lại mặt lại buồn ra. Cái đó tạo cảm giác cho cái người nam mình ghét, nó thấy hơi chán nản. Mà em có tìm hiểu là nguyên nhân tại sao đang đi chơi thì bạn buồn thì không? Phải có cái gì tao mới buồn. Tại sao bạn buồn? Xong cái nói là đang vô nghe nhạc thì bạn đó nó ủa sao anh không nói gì hết. Thì đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm ban. Em mới là đâm ban á. Em mới là tào lao á. Hiểu không? Hiểu ý chị đang nói không? Tự nhiên đi chơi hai đứa rồi em nghe nhạc. Rồi cái cổ hỏi sao không nói chuyện, cái em nói em nghe nhạc xong em nói là chị nói về nhà nghe nhạc. Nghe nhạc xong rồi đi chơi. Phải không mọi người? Của em ấy là vô duyên á. Nói nghe nè, hai đứa yêu nhau chẳng có ai phải thay đổi gì ai hết, mà mọi người tự cảm nhận. Ví dụ mình yêu cái người đó rồi mình thấy xem cái người bạn trai mình thích cái gì, bạn gái mình thích cái gì, mình yêu người ta tự động mình sẽ thay đổi cái bản thân mình một chút để mà phù hợp với đối phương, với hoàn cảnh, chứ mình đừng có bắt người ta phải thay đổi góp ý hoài. Tôi tưởng đâu cổ là cái tánh ví dụ như cổ hay là cằn nhằn cáu gắt, hay là cổ đi làm với công ty của không tôn trọng người này người kia thì mình mới góp ý em ơi ăn nói dịu dàng nhẹ nhàng. Còn lần này tự nhiên cô đang đi chơi rồi mặt cô buồn, tại em nghe nhạc thì cô buồn, đúng rồi, tự nhiên vậy cũng góp ý. Hiểu vấn đề ha? Chị Tường nói vậy nó hơi thô nhưng mà phải vô thẳng vấn đề, vậy là hiểu nguyên nhân sao ấy rồi đó. Cô gái vụng về của tôi. Tình trường em mình sao? Nếu mà nói chính thức yêu thì cũng chưa yêu ai à. Gì gì chưa yêu ai à? Dạ chưa yêu. Chưa yêu hả? Chưa yêu ai anh? Dạ rung động thật sự thì chưa. Tức là đi bộ hoài vậy đó hả? Đi qua đêm rồi hoài luôn mà cũng chưa rung động với ai. Chị đi qua đêm thôi. Đi thường là đi với một nhóm là giống như sẽ có nam nữ nhiều. Rồi ngủ thì thường sẽ ngủ với nữ chia ra nhưng mà... Biết rồi, lúc ngủ với nữ nhưng mà nhiều khi lẻn lẻn đi ra đi vệ sinh thì cũng phải có nam đưa đi. Tối lắm, em sợ ma. Sợ ma càng dễ nữa, ôm vô, nép vô lòng anh. Em vẫn cho người ta cơ hội tìm hiểu em. Nhưng mà thật sự rung động thì cũng không hẳn là rung động. Mộ á, hai mấy tuổi mà cũng xinh đẹp dễ thương á, mà chưa có yêu ai, phải coi lại em chọn. Để coi hôm nay em sẽ có kén nữa không hay em chọn được ai. À. Rồi bây giờ quay lại với chàng trai đang ngồi ở ghế màu đỏ của tôi. Mấy mối tình rồi cưng? Dạ ba. Ba mối tình? Dạ vâng. Cũng bằng với anh bên ghế xanh ha. Đâu kể nghe ba mối tình coi. Mối tình đầu tiên của em là với một người lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Sinh năm 83, em 89, lớn em 6 tuổi. Lớn hơn 6 tuổi, mối tình đầu á hả? Trời. Trời ơi, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em mới đi bộ đội ra chị. Mới bộ đội ra đã bị dụ rồi. Mà em biết cái người đó trước khi em đi bộ đội rồi. Bạn của chị ruột em. Rồi đi bộ đội ra là nhiêu tuổi? 18 đi bộ đội ra, em đi 5 rưỡi là 19 tuổi mấy rồi. Mới có chưa được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị. Ngu cũng mặn à. Bạn của bà chị. Ngu cũng mặn à. Chắc được cưng, được chiều chuộng lắm ha. Như yeah. Chị lớn hơn tới 6 tuổi mà lúc đó chị cưng như trứng hứng như hoa vậy. Nhiều khi nhỏ xì chị lấy khăn cho lau mũi cho nhỏ nữa. Phải không cưng? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, chị nói đâu có sai đâu. Lạng quạng lúc đó ăn là chị đút cho ăn luôn phải không? Dạ không, đến nỗi em còn tay còn chân chị. Nhưng mà chị cưng á, chị cưng á. Tụi em quen được hơn 1 năm rồi tụi em chia tay. Sao chia tay vậy? Tại vì vấn đề tuổi tác, bên gia đình, bên ba mẹ em không chấp nhận. Cái mối tình thứ hai của em là cái bạn Philippines này em nói. À, mối tình đó mấy bao lâu? 3 năm rưỡi chị. Lúc đó là em đang ở bên Macau. Macau. Em làm bartender, em làm pha chế, còn cô ấy là phục vụ. Bạn muốn có một môi trường khác, bạn đi sang Úc để bạn sống bên đó. Xa mặt cách lòng tụi em chia tay. Bây giờ cậu có 2 đứa con rồi cô. Dạ hả, có 2 đứa con luôn. Còn mối tình thứ ba là gần đây nhất là từ năm 2017 đến giữa năm 2020.
thì tụi em chia tay. Thì bạn đó là người Việt gốc Hoa, chị làm chung với em bên đó luôn rồi. Cô đó cũng bên Macau luôn. Dạ đúng rồi. Ủa vậy em về Việt Nam được bao lâu rồi? Em về được hơn 6 tháng rồi. Mới có về 6 tháng thôi. Dạ vâng. À có nghĩa là nếu như hết dịch là em cũng định hướng đi tiếp qua Macau làm không, tiếp. Em định ra Phú Quốc hoặc là Đà Nẵng, em có những cái lời mời. Là giờ không đi nước ngoài nữa. Dạ, không đi nữa, em ở nhà tại vì ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi. À nhưng mà cái đoạn mà từ bên Macau về 6 tháng trước á là vẫn còn quen với cái cô người Việt gốc Hoa bên Philippines á. Đó là tụi em mới chia tay xong. À, tâm đầu ý hợp rồi chia tay là lý do gì chia tay? Chia tay là tại vì có tính cách của hai đứa không hợp nhau, cứ gây gỗ hoài, cho nên là cụ thể là gây về cái gì? Em hay kỹ mấy cái chuyện mà vặt vảnh á, giống như là bạn trang điểm xong bạn đi làm, cái đồ trang điểm của bạn là em sẽ cất vô, hay là bạn hay quên những cái món đồ như cây son kỹ nọ, nhưng mà em làm tâm lý lúc nào mà quên đúng không thì em đã lấy sẵn, em để trong cái túi em rồi, em đưa cho bạn thôi. Có những cái nhỏ nhỏ mà vẫn gây nhau không có hòa hợp được thì tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà hồi đó lúc ở bên Macau là hai bạn ở chung hay là sao? Dạ hai tụi em ở chung. Thật sự là tại ở chung nó mới lòi ra những cái lặt vặt đó. Chứ dạ, còn nếu mà ở riêng ấy, thì mấy cái đó nó lại chưa thấy. Rồi từ lúc về Việt Nam tới giờ còn liên hệ với cổ không? Dạ bây giờ tụi em vẫn là bạn ạ. Lâu lâu vẫn chào hỏi nói chuyện nhưng mà không còn được như lúc trước nữa. Không còn cũng được như lúc trước nữa. Thì đã chia tay rồi thì không có là không có được cất cây son gì mà cổ nữa. Rồi có khi nào mai mốt của tình cũ ông rủ cũng tới nữa không? Bữa nay kêu tôi làm mai rồi, tôi dạ làm không, mai em rồi. Không, em không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó chị. À, dạ. Là chắc chắn rồi phải không? Rõ ràng phải không? Tình trường em như thế nào tới bây giờ vẫn còn độc thân duy tính? Em nói ra sợ mắc cỡ. Coi chị đâu dạ. Mắc cỡ. Em cũng chưa có mối tình nào. Em cũng chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Em cũng chưa có yêu ai hết. Trời đất ơi, hai cô gái bữa nay sao cô nào cũng trong trắng trinh nguyên vậy trời? Trinh nguyên. Bạn nữ chưa từng rung động với ai, còn em thì đã từng rung động với vài người rồi. Ồ. Oh. Dạ. Ví dụ em rung động là kiểu người, em yêu đơn cái mẫu phương người à? Mà em rung động. Dạ, cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Sao? Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác, chuyển qua một giới tính khác. Cái gì? Sao? Cái gì? Thích ai là một thời gian người đó sẽ chuyển vào một cái giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. À, tức là có những người như em. Là em quen cái em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, nhưng mà anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn. Trời dạ. Em ơi, giới tính em rõ ràng không em? Dạ rõ ràng 100%. Tôi cũng hơi hoang mang. Tôi lo cho thân chủ hoang mang này quá. Hoang mang thiệt. Cái chàng trai đó cũng mê mấy cây son lắm, cứ để mấy cây son tất mấy cây son hoài. Giống của bạn gái nên bạn gái cứ ra cái lộn chia tay. Tính lấy về đánh hay sao vô tình bạn gái phát hiện nên của em mà. Chi tiết này hay á. Trời ơi, trên đây cây son nha. Nhưng mà em làm biến chất mấy người rồi. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng ba bốn. Trời đất ơi. Tại vì ta một người muốn chết rồi, nhất quá tam ba bận không? Bả ba bốn người. Anh ngồi gần em có vấn đề gì không? Em hơi sợ. Chưa yêu ai, chưa có mối tình. Để ý anh nào, có tình cảm anh nào. Anh đó, bơ đơ. Trời ơi. Ủa nó nghe nè em, nhưng mà nó nghe nè. Là em yêu, nhưng mà em yêu có em có tỏ tình với mấy anh đó không? Dạ không. Em chỉ thích thôi à. Mà em có thể hiện ra bên rồi. Ngoài, mấy anh nó có biết là em dạ, thích không? Không biết luôn. Không biết luôn. Rồi từ từ em phát hiện ra là người ta giới tính khác. Dạ. Tự động em phát hiện ra người ta come out luôn. Người ta come out luôn. Oh. Thôi được rồi, bây giờ mình ưu tiên cho cô gái. Ưu tiên cho cổ cái cô bẻ gãy đàn ông đó. Giờ em thích mẫu người lý tưởng như thế nào Bảo Khánh? Một bạn nam đối với em thì nên là tinh tế và lịch sự. Còn ngoại hình thì em nghĩ là trên 7,5 là được. Vậy làm sao chị biết cái chuẩn của em như thế nào? Cái 7,5 của em là nó mạnh mẽ hay nó ẻo lả hay là như thế nào? Cao 1m75 á hả? Dạ, cũng có thể nôm na là gì vậy. Trời. Có cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Vô tâm. Ngoại hình á, chị đang hỏi ngoại hình á. Ngoại hình thì giống như là không hói, không hô, không lé, không xăm rồng, xăm phượng. Trời ơi. Sao mặc đồ kính vậy? Em có xăm. Có xăm. Nhưng mà xăm. Em quen mấy người là xăm môi, xăm chân mày không đúng không? Bữa nay là không lé, không hô, không hói nhưng mà có xăm. Đừng xăm rồng phượng trên người như em con hổ. Em xăm cái gì em? Em xăm cái gì? Em xăm những cái hình có liên quan tới gia đình. Là không có phải rồng, không phải phượng phải không? Dạ không. Không phải cọp beo hổ báo không phải không? Có hình con nào hết. Không có hình con gì hết trơn á. Không có hình. Đừng xăm hình bạn gái cũ. Có xăm hình bạn gái cũ không? Dạ không chị. Không đó. Em à, người ta xăm vậy đi chút xíu mà người ta men. Còn người ta xăm lông mày là xăm lông mày xăm môi là mệt.
Được không cưng? Cô gái bẻ chạy bẻ gãy bốn chàng trai. Bớt nha. Rồi bên đây tới phiên em. Chàng trai ghế đỏ của tôi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Không có trẻ con quá, chiều cao vừa đủ là được, không cần phải cao quá, cũng không đừng có lùn quá được rồi. Tầm 1m6, 1m62. Em cao mét mấy? Em cao 1m69. 1m69. Dạ, biết suy nghĩ cho đối phương. À, nói chung bây giờ em chỉ cần cái người chín chắn, đừng trẻ con là được. Dạ đúng rồi. Nếu được khi nào tiến tới hôn nhân? Cái này thì phải nói về vấn đề gọi là kinh tế với là công việc hiện tại của em nữa. À rồi bây giờ quay lại cái vỗ vấn đề này. Nếu như bây giờ kết hôn thì em định là sống và lập nghiệp ở đâu? Vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi sao nãy em nói đi làm có thể là có những lời mời ở Phú Quốc ở gì gì đó. Dạ thì cái đó là đi làm. Nhưng mà thí dụ mà em có duyên á thì em sẽ làm việc ở gần vị trí thành phố Hồ Chí Minh hơn. Rồi đồng ý. Dạ. Mời chàng trai ở ghế màu xanh. Nãy giờ ngồi nghe chủm chỉm cười quá ha. Nói nghe nè, mình về ghép đôi vậy đó chứ mình cũng có thể địa qua địa lại. Hai cô gái bên kia nãy giờ có thấy rung rinh với cô nào chưa? Cũng có chị. Ông này da dẻ ông láng lắm nha, sao mà trắng bóc trắng tinh trời không biết nữa. Mẫu người lý tưởng mình sao? Chiều cao thì khoảng 1m6, là biết nấu ăn. Cao nhiêu? 1m6. 1m6. Dạ, đừng có càm nhàm là được. Càm nhàm? Tiêu chuẩn gì nữa hết rồi chị, chỉ nhiêu thôi. Nghĩa là không có thích nói nhiều, không có thích càm ràm. Nói nhiều thì cũng tùy trường hợp chị. Cái này là ví dụ như càm ràm là có một cái vấn đề nó đi nó lại rồi. Dạ. Em cao mét mấy? Dạ 78. Wow, chàng trai này ngon ha. Còn em thấy cao đúng. Ráo, da dẻ trắng trẻ mà sao nãy giờ ngồi mắc cỡ hay gì, mặt đỏ lòm vậy? Cái da này là chắc gen di truyền rồi chị. Nhà em ai cũng trắng. À, nhà trắng vậy đó hả? Có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em thích nhất là Mai Phương Thí. Hoa hậu Mai Phương Thí hả? Chà, thích ít quá ha. Trời ơi trời. Cái đó là sở thích của chị. Đúng rồi, đó là mơ ước mà. Ôi, thiệt tình. Mai Phương Thí. Mới thích ghê. Ừ. Rồi bên kia thì sao? Thí Phượng. Đây thì cũng có Thí nhưng mà Thí Phượng. Cũng Mai Thí Phượng. Thí Phượng nè, cái mẫu người hot boy của em là như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em? Có rồi. Bên đó. Đây ta cao 1m78 lận mờ. Gì nữa cơ? Cẩn thận. Tại vì em hậu đậu quá. Em cũng không có phải tiếp người gia đình lắm. Không phải là lo việc nhà hay là chu toàn lắm. Nên đúng là... rồi, em lo đi bộ với leo núi xong mà sao em làm việc nhà được. Dạ. Cao hơn em là được, cẩn thận rồi tốt bụng là được à. Mình hỏi ý kiến người thân mình đi. Ai là người nhà của Phượng? Rồi mời em. Em là chị của Thí Phượng. Chị ruột hả? Dạ chị họ. Em tên gì? Em tên Thủy. Thủy. Dạ. Bây giờ hai chàng trai, chàng ghế đỏ, chàng ghế xanh, mình cho những cái nhận xét chi tiết và hai riêng biệt giữa hai chàng trai này đi. Cả hai bạn đều rất là chín chắn, phù hợp với cái cá tính của Phượng. Phượng nó hơi trẻ con một chút. Bạn ghế đỏ thì em cảm thấy nó phù hợp với bạn nữ ghế đỏ hơn. Bạn ghế xanh cũng phù hợp với cái tiêu chí của Phượng. Nhưng mà Phượng thì có vẻ sôi nổi hơn cái bạn ghế xanh này. Không biết là hai tính cách đối lập có hòa hợp được với nhau không? Nói chung là nếu mà gọi là mình thấy mà hợp 100% thì chưa phải không? Nếu là người được cái này lại chưa được cái kia đúng không? Dạ. Có vẻ anh áo xanh này là ghế xanh là hợp hơn. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà ảnh hơi ít nói, hơi trầm tính phải không? Dạ. Nhiều khi trong gia đình nó phải có người này người kia. Hai người mà sôi nổi hết nó cũng mệt lắm ha. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi những bạn bên này là mình đi với ai? Dạ xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, bạn của chị Khánh. Khánh. Đây cũng là những anh chị, những chị ở trong công ty của rồi, chị Khánh. Rồi xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay tụi em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em. Rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở bến Bình Đông. Anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc. Thì cũng thật là trùng hợp, chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm. Cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cảm mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Cái này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay cái gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống rượu mạnh mẽ nha. Trà sữa rồi. Rồi được. Rồi thì tới bên kia đi. Thấy em trai đi. Sao nè? Dạ, chào mọi người, em là Tiên, em là bạn của anh Linh. Bạn anh Linh. Dạ. Linh. Rồi. Theo cảm nhận của em thì chị ghế xanh có vẻ là phù hợp hơn. Thật ra anh Linh ngày thường cũng rất là vui vẻ hoạt bát, chắc là do hôm nay lên TV nên rung. Vậy hả, bình thường cũng hoạt bát hả em? Dạ, nói chuyện cũng vui vẻ, cũng hay giúp đỡ. Rồi, cảm ơn em. Rồi em trai. Chào mọi người, mình là bạn của bạn Tùng.
theo như mình thấy á, thì hình như nếu đổi ghế lại thì có lẽ hợp hơn. Tại vì bạn Tùng á, thì làm công việc ba với hả, tính cách cũng kiểu giống như sôi nổi à. Cho nên thích hợp với cái bạn nữ ghế xanh hơn. Bạn nữ á, thì cũng kiểu thích cho cái này nọ à. À, đi đây đi đó. Còn cái bạn nữ áo đỏ á, thì kiểu giống như hiền dịu nhẹ nhàng quá đi à. Cho nên nếu mà đi chung với bạn Tùng á, thì chắc không hợp cho lắm. Nếu đứng chung với bạn ghế xanh á, thì kiểu thư sinh này nọ hợp hơn nhiều. Có nghĩa là giờ mình phải đổi cặp. Đổi cặp là hợp, theo em là vậy phải không? Em thấy sao? Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Hướng của em nhưng là hướng em gì? Em vẫn rất là cảm ơn bạn em đã góp ý cho em. Mà hướng em là hướng gì? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? À, có nghĩa là em vẫn là đang còn xăm xăm vô cô đỏ, đang cô ghế đỏ đàng hoàng. Vẫn còn chưa biết gì hết. Vậy cho họ gặp nhau đi nè chị. Cho họ gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. À, bây giờ đàn ông mạnh mẽ nè. Em trước nè, dạ. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim mở ra như thế nào? Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn. Chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Bạn làm về kỹ xảo điện ảnh gì đó nãy em nghe nói. Đồ họa kỹ xảo điện ảnh. Dạ vâng, thì tiếp xúc với lại điện ảnh nè, rồi có nhiều mối quan hệ với mọi người bên ngoài á, cho nên nó sôi nổi hơn. Cảm xúc đầu tiên? Dạ, em thấy hai bạn rất là xinh à. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Chà, ông này thì cô áo trắng sôi nổi hơn. Bên đây áo đen vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Có miếng điện nào bay qua bay lại chưa? Chắc là có. Có hả? Đứng nhìn chân hoài vậy chưa hoàn hồn luôn hả? Em đang nhắm đối tượng để bẻ cong nữa hả? Hay sao? Dạ không. Anh hỏi em gì? Cảm giác khi mà mở cửa trái tim ra. Ra thì cái mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ. Thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Thì em cảm thấy anh khá là chững chạc, ấm áp. Cảm ơn em. Em gái, cảm nhận đầu tiên. Hai anh đều rất là chững chạc. Đẹp trai. Cái kính là đẹp trai. Với lại hay cười. Dạ cho em xin phép em tặng bạn món quà. Rồi mời em. Mình có đứng dậy không anh? Tùy em hả? Tùy cảm giác em hả? Đó, chào em luôn. Anh xin tặng em món quà là hai quyển sách. Hiện nghĩ em cũng là một người sống tình cảm. Dạ cảm ơn anh. Hai quyển sách. Có thể nào cho anh coi cái tựa đề được chứ? Tâm buông bỏ đời bình an. Sống sao cho đủ đầy hành trình của sự mãn nguyện. Wow, mãn nguyện. Em thấy nó giống như là đang tạt gáo nước lạnh vô mặt em. Sao vậy em? Sao tạt nước lạnh vô mặt giống em? Giống như là chắc hẳn các chị ở đây đều biết. Các chị đây đều biết mà trên thực ra ông mai bà mối chưa biết. Dưới cười quá kìa. Hoặc là bản thân em không thích đọc sách. Dạ không, tức là giống như những cái người mà người ta hay nói mày vô chùa ở đi á chị. Là như vậy. Những cái cuốn sách này là giống như dành cho em để cải tạo em á chị. Cải thiện thôi, em dùng từ cải tạo ghê quá. Cải thiện. Cô bé bẻ gãy đàn ông á. Em nhiều tội lỗi lắm hay sao? Em hồi nãy có nghe câu chuyện tình yêu của anh đúng không? Em nghĩ như thế nào về quan điểm sống thử? Ai có cái cơ hội đó thì người ta sống thôi ạ. Tức là ai mà cảm thấy nó cứ đưa vào cái khoảnh khắc đó thì mình sống thôi. Em không có đánh giá nhiều về cái vấn đề đó. Em cũng khá thoải mái. Thế chị nói là nếu như cái cơ hội mà nó đưa đẩy đến với em là cần sống thử để tìm hiểu thì em có sẵn lòng không? Hiện tại thì chưa. Nghĩ là em sống không có cái cơ hội để sống thử. Tại sao là không có cơ hội? Em nghĩ là cuộc đời của em thì em có thể đoán được là em không có cơ hội sống thử. Khao khát sống thử lắm mà không có cơ hội. Bị 4 lần trước là bẻ gãy đàn ông rồi. Nghe ý kiến của bà của nè. Em coi em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Sống thử cũng đem đến những cái trải nghiệm trước tiền đề của hôn nhân, nhìn ra thì cũng khá là tốt để trước khi đi đến một cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà đối với bản thân em thì hiện tại thì em nghĩ em là một con người truyền thống nên là em sẽ không lựa chọn sống thử. Trời ơi, em là người truyền thống, chị nghe chị hết hồn. Tùy truyền thống thì... Trời ơi, truyền thống là ba mẹ ở nhà không bao giờ, nhà chị truyền thống ba mẹ không bao giờ cho đi đêm đâu anh em. Em trốn mà. Trốn mà em gọi là em truyền thống. Đâu đi đêm đâu. Người ta đi ban ngày người ta về, mà đi 3-4 bữa ngày người ta về. Truyền thống. Mình có thể trao đổi trực tiếp với nhau vài điều để mình hiểu hơn. Chủ động đi em. Cho em xin phép hỏi bạn nữ mà mặc cái váy trắng trước. Nếu mà sau này có hợp nhau, anh đi làm về trễ nhưng mà anh vẫn sẽ gọi để thông báo cho em biết, thì cái việc đó có gây khó chịu cho em không? Dạ không, không. Em thấy nó là một cái điều rất là hay. Respect đúng không? Dạ đúng. Cảm ơn em đã hết câu hỏi rồi. Hết câu hỏi rồi.
Em hỏi bạn anh ghế xanh, cá tính em nó hơi sôi nổi, nếu như mà có một người hơi trầm em có thấy phù hợp hay không? Nếu mà em sôi nổi rồi thì còn nên có một người trầm thì kéo em lại, nhiều khi em tưng quá. Bao giờ em tự nhiên em tâm buông bỏ. Hỏi đi cưng. Em hỏi đi. Cho em xin về cái chủ đề. Cho em xin về cái chủ đề. Trời ơi, có bả nhạc dễ sao. Đây nè, tôi chỉ cô hỏi cái này nè. Nhớ hồi nãy chia sẻ có bồ cũ mới chia tay có 6 tháng đi về chung chuyến bay giải cứu không? Dạ có. Giả tỷ như bây giờ mà cứ quen với em, yêu em rồi mà cứ cô bạn gái cũ hai người cứ nhắn qua nhắn lại hỏi thăm hoài em tính sao? Cái chuyện đó mới quan trọng đó, hỏi đi. Sao mà em đơ đơ vậy? Tức là, sao? Tức là cái câu dạ em hỏi y chang như vậy. Dạ em hỏi y chang như vậy. Thứ nhất là anh với bạn nữ không còn liên lạc nhiều. Thứ hai là bạn gái cũ của anh nó hiện tại cũng đang có một mối quan hệ mới. Đã xác định từ ngay lúc đầu là không có quay lại, cho nên là cứ yên tâm về chuyện đó. Em nghĩ là em cũng không có lo. Tại vì bản thân một người đàn ông thì thường sẽ thích những cái mới. Em sẽ cảm thấy là nếu như mà anh thích một người khác thì là do bản thân mình chưa có thu hút đó. Nên là em luôn là mới mình. Hay là quá, nói chuyện đúng. Như người trưởng thành ấy. Giống như là người đã quen nhiều bạn trai lắm vậy đó. Ghế màu xanh đây nè, em cần hỏi gì không nè? Anh ơi, vậy là anh làm cả thứ bảy ạ? Anh vẫn làm thứ bảy. Hàng ngày đi làm về là đúng giờ văn phòng luôn ạ? Tùy theo công việc, ví dụ như công việc đòi hỏi ở lại tăng ca, có khách hàng tới đánh giá thì anh phải ở lại chuẩn bị hồ sơ, thì những cái ngày đó thì anh phải ở lại. Nhưng mà cái số lượng tăng ca thì không có nhiều. Vậy là cũng không có chắc thời gian là sẽ về đúng giờ hay gì hết. Mà anh có hay về trễ không? Thường là ít em. Ví dụ như là bạn bè rủ nhau đi cà phê hay là đi ăn thì mới về trễ. Còn không thì thường là anh làm tới 4:30. À 4:30 hả? Đúng. Vậy là anh nấu cơm được. Trời. Sao được không? Sao cười? Ổn không? 4:30 về nấu cơm. Dạ, anh nấu nhưng mà ăn được thôi chứ không muốn ngon. Có nấu là mừng rồi. Thì anh nấu ăn thì sau này về em rửa chén. Dạ. Được không? Hay là em đập chén? Thì nhà có chén mới nhiều. Nãy nói là em vụng về lắm, em đụng đâu rớt đi. Được cái là hai người này đã có tư duy 21 về ở chung rồi là thấy vui rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ cuối cùng là sắp đến giờ mà chúng ta phải quyết định, đâu thể ngồi nói chuyện hoài được. Nhắc lại một lần nữa nha, nếu mà mình muốn thử cái cảm xúc của mình với cái người mà không phải chương trình kết nối cho mình vẫn được nha. Chứ ở đây không ai bắt là đỏ với đỏ, xanh với xanh. Nên là tùy tụi em. Chương trình thì tạm thời là ghép như vậy theo cái hồ sơ của tụi em gửi đến. Thì nãy giờ em chưa có tặng quà. Rồi thì mời em. Công việc của em cũng hay đi dạy nhiều, thì anh nghĩ cái bình nước này nó sẽ thích hợp với em hơn. Dạ em cảm ơn. Dạ em tặng cho anh một, anh mở ra, một chiếc ly. Cái ly này dùng là để uống nước hoặc là bỏ bàn chải đánh răng vô. Thôi em tặng cho người ta, người ta muốn làm gì ta làm em. Rồi để tiếp nè, làm sao nữa? Dạ, trên cái ly đó là cái ly siêu anh hùng. Thì em cũng mong muốn là nếu như mà được á, thì anh sẽ giống như là siêu anh hùng của đời em. Cái ly mà còn bị để bỏ bàn chải đánh răng vô nữa. Em cũng xin tặng anh, cũng giống như anh kia thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa sẽ thay đổi đi. Nó chỉ đơn thuần là để đánh răng và súc miệng hoặc là để bằng chải. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Em muốn tặng anh món quà, tại vì để anh làm công việc văn phòng nên thật sự cũng phải ghi chép rất là nhiều. Nên là em muốn tặng anh cái bút này. Dạ, anh cảm ơn em nhiều. Các bạn còn ai muốn nói gì nữa không? Bây giờ thì sự lựa chọn của tụi em như thế nào? Anh rất là tôn trọng, chỉ hy vọng là tụi em tìm được hạnh phúc xứng đáng với bản thân mình. Mỗi cái ghế có hai cái nút bấm. Sau 5 tiếng đếm, 5 giây của anh Đạt thì mọi người hãy chọn cái nút bấm của mình và bấm vào. Bạn có quyền không bấm, nếu bạn không muốn chọn ai thì bạn có quyền không bấm. Còn bạn muốn chọn cái người ngồi ở cái ghế màu nào thì bạn bấm nút màu đó. Nhìn cho kỹ, chúng ta bấm lộn. Chúng ta chỉ trùng khớp khi nào cả hai cùng bấm nút chọn nhau. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Chọn hay không chọn? 5 4 3 2 1. Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn, chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Dạ em thấy hai bạn rất là xinh. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn, tại em thấy bạn hay cười giống như em. Mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ, thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Em đang biết em có bị bệ gãy hay không. Hai anh đều rất là chững chạc, đẹp trai với lại hay cười. Bấm hết thời gian, chỉ có hai chiếc đèn sáng. Sao vậy em, sao em không bấm? Sau khi mà em chia sẻ với bạn á, thì em thấy là có những cái ý kiến với lại những cái tính cách nó chưa có phù hợp với nhau. Ví dụ cụ thể.
Giống như là thứ nhất là nãy giờ em giao tiếp với bạn, em thấy là bạn hay bị chậm. Bạn chậm là do bạn suy nghĩ về cái câu nói của em, hay là bạn suy nghĩ về xa hơn, giống như là anh nói xong rồi anh sẽ làm như thế nào? Rồi sao cưng? Thật ra hai anh đều rất là tốt. Từ ngoại hình cho đến công việc cho đến tính cách, đều có thể nói là rất là tốt. Nhưng mà em nghĩ là do em chưa không luôn đậm. Chị Tường xin thay mặt cho chương trình chúc cho tất cả các bạn ngày hôm nay mình chưa có duyên để tìm được một cái người cùng đồng hành với mình trong cái con đường tình yêu, nhưng mà cũng hy vọng các bạn có nhiều sức khỏe nè, thành công trong công việc nè, rồi cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha.